đấy, cứ vào đẹp đẹp đấy, lên đường xung quê tứ diện đúng, như cái trống để với tả mấy 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 đường thế là bố sướng này. Bày văn phòng chính phủ cũng đẹp. Là lên ô tô. Lên ô tô. Vừa nãy thấy cắt cắt cái gì đây mà? Đây. Cái này là bao tiền anh nhỉ? 6 triệu đấy. Đây cây này mới đúng không? Cây mới là bao tiền này? 25 triệu. Đây cây này chẳng mới, phát tài phát lộc này. Phát tài phát lộc 3 triệu. Này trồng penthouse thì quá đẹp. Vinhome hay là penthouse. Đấy. Để nhập. Cái dòng này là dòng cây trong nhà đẹp. Tên lại hay. Tài lộc. Vào wow, tài lộc phút, tài lộc các quán kia, nhà hàng này nhà hàng nói bày và những cái biệt thự mà bọn mà đội quan chức ấy. Đẹp, để nhà đẹp khỏe, tài lộc sức sống. Các bạn nhìn này, thân nó như cái trống, như cái trống luôn, nó hoành tráng lắm, bày cái chậu đẹp nó hoành tráng lắm, bữa nay dễ sống đã xanh mướt. Về rửa từng cái lá đi. Em có nhà đẹp, em lấy những đội này về chơi trong nhà. Quá đẹp luôn. Quá đẹp, xung xuê tứ phía. Gốc to này đâu thế là. Gốc tròn tròn như trống to. Như thân gỗ. Rất hài hòa. Mới gặp, phải cũng mê chứ. Bác nào có biệt thự có nhà nó to thì nghiên cứu. Mình nhập quay lại cái này đi. Vừa nãy báo giá chắc các bác nghe thấy rồi đúng không? Tôi lại quên bố rồi. Đấy. Đẹp đấy. Đây cây này 6 đồng thôi. Dễ đang phun đỏ đây. Đấy. Thời tiết vẫn còn đẹp lắm, dễ vẫn phun khỏe lắm. Đây còn rất nhiều hàng này. Anh em lựa chọn đây. Đây cây của anh Nhập nhé, nhân đây anh ấy, anh ấy rất là hiền lành. Đây bắt đầu quay xe, cây xe của anh Trinh đây. Đấy, số đây ra bà chủ nhá. Cây này là bao nhiêu tiền chị nhỉ? 4 triệu đấy. Ông anh lại ngủ đúng không? Đấy, 4 triệu bài vài đấy, bài vài đấy. Số vừa nãy quay trên số trên kia nhá. Cái này cái gì ạ? Hả? Tùng vi, tùng vi. Tường vi ạ. Để trong nhà hay ngoài sân? Nó mà chức năng gì? Hoa, hoa đẹp. Hoa đẹp rất đẹp. Bao nhiêu tiền đây này? 7 triệu, 4 triệu rưỡi. Cái là hỏi ạ? 7 triệu. Cái này 7 triệu. Đây là đa. Đi.
này thì bao nhiêu? Cây đấy, cây ATM. Tôi vừa nhìn thấy một cây ATM các bác. Bác nhìn đằng sau các bác là biết là nó là phải có bạc tỷ thì mới mua được cây đấy. Đúng, em cũng làm ở ngân hàng luôn, có cái Vietcombank ở đây này. Tường vi này, cái này 4,5 triệu hay sao, cái này 7 triệu. Anh em vui lòng liên hệ cái số tôi vừa quay đấy. Đấy, còn cái này thì bao nhiêu chị nhỉ? Đây là 4,5 triệu. Vừa nãy bảo cái tường vi kia là cũng 4 triệu đúng không nhỉ? 4,5 triệu. Đấy, còn cây kia là 7 triệu. Rồi, sơ bộ giá thế. Đó. Rồi, ok. Ui, con này to quá nhỉ. Con này sao? 12 triệu đấy, cô si cắt ra đẹp, to đấy chậu, đặt phết, thoải mái mà đục, thích đục là đục. Đó. Dễ này. Trồng một đơn sơ này nó dễ cái này tiếp. Ôi, bố để xe đây à, giúp quanh. Cái này thì bao nhiêu ạ? 9 triệu. Xe lùi được cái toi. Đấy, cứ phải luồn lách giúp giấy mới quay được các bác ạ. Có phải là như vừa kê ở chỉ lãm đâu. Trên xe, dưới đất, các thứ. Cái này thì bao nhiêu? Đôi này là 400 triệu một cây. Một đôi 45 à? Đấy. 45. Đấy. Xanh Nam Biển đây. Nhiều xe lắm. Đứng lên đây được nhỉ? Đứng lên đây được nhỉ? Một đôi các bác nhé. Đấy. Ôi chà. Vào việc. Như người ạ. Ừ. Đấy, về đục thoải mái. Ôi. Ta về là cái xe này xem sao, có cái gì. Gì đây mà không cẩn thận là ô tô nó quệt. Không có đâu. Đâu? Đây. À đây là của ấy mà. Quay dụng quá. Toàn đồ chơi nhiều tiền luôn. Chỗ này là toàn chơi nhiều tiền. Đấy. Thank you.
ghép rất khéo. Rất khéo. Cùng màu, cùng chất liệu luôn. Đấy, dưới vào rất khéo. Ok, hình như cây của Hùng Kiều. Ok. Oh, chỗ này có mấy cái cây gì vừa nãy to to đây, đi lên đường hết rồi. Một đôi dâm bụt với một cây. Ấy, xin nhờ nghệ nhân tí.